Trước khi vào bài mới thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ với câu hỏi như sau. Các bạn hãy cho cô biết đặc điểm chung của lớp bò sát và nêu được vai trò của lớp bò sát là gì. Thì để trả lời được câu hỏi này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Trả lời thứ nhất về phần đặc điểm chung. Những đặc điểm chung của lớp bò sát, đặc điểm đầu tiên là da khô, có vảy sừng khô, cổ dài và có màng nhĩ nằm trong góc tai. Đặc điểm thứ hai đó là chi thì yếu nhưng tuy nhiên lại có vuốt sắc nhọn. Đặc điểm thứ ba đó là phổi có nhiều vách ngăn. Các bạn thấy ở bài trước các bạn đã tìm hiểu phổi có nhiều vách ngăn làm giúp để tăng hiệu quả hô hấp. Thứ tư đó là tim có vách ngăn hụt tâm thất nhưng trừ cá sấu, vì cá sấu là gì nhỉ, có tim bốn ngăn hoàn thiện rồi. Vì có vách ngăn tâm thất hụt cho nên máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha nhưng mà ít bị pha hơn so với gì, so với lưỡng cư. Và thứ năm đó là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể vẫn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nên vẫn còn có hiện tượng đó là trú đông. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong và trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc và giàu nhãn hoàng. Còn với vai trò của bò sát thì với số lượng tương đối là đa dạng cho nên vai trò của bò sát như sau. Thứ nhất là có ích cho nông nghiệp vì một số loài có gì nhỉ? Có thể tiêu diệt các loài gây hại cho mùa màng, ví dụ như là thằn lằn này, hoặc là chuột này, hoặc là rắn. Và có giá trị làm thực phẩm thì sẽ là gì nhỉ, là ba ba và gì và rắn. Ngoài ra thì còn có thể một số loài khác có giá trị làm dược phẩm, người ta có thể sử dụng làm dược phẩm với các sản phẩm như ở rượu rắn này, mật chăn này, mỡ chăn trị bỏng này, và có thể làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ví dụ như là vảy đồi mồi và da của gì nhỉ, một số các loài rắn. Nhưng tuy nhiên bên cạnh những lợi ích đấy thì bò sát vẫn tồn tại những tác hại, ví dụ như là một số loài thì rắn thì là rắn độc và có thể gây độc, gây hại cho con người, nên các bạn phải hết sức lưu ý. Và trong các bài trước thì cô đã hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về ba lớp đại diện trong ngành động vật có xương sống. Ở bài ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu thêm một lớp thứ tư nữa, đó là lớp chim. Và đại diện nghiên cứu ở đây các bạn tìm hiểu đó là chim bồ câu, tiết 43 bài 41, chim bồ câu. Các bạn mở sách giáo khoa cho cô trang 134. Bài này nội dung nghiên cứu tìm hiểu gồm có hai phần chính. Thứ nhất là phần đặc điểm về đời sống, thứ hai là phần cấu tạo ngoài và di chuyển. Thì trước tiên các bạn sẽ đi tìm hiểu về đời sống của chim bồ câu. Các bạn biết này, nguồn gốc dựa vào thông tin trong sách giáo khoa, các bạn biết chim bồ câu có tổ tiên là loài bồ câu núi và có màu lam. Hiện nay thì bồ câu còn có một số người ta đã tiến hành lai tạo thì có gì nhỉ? Có rất nhiều loài, ví dụ như là bồ câu Pháp này hay bồ câu Mỹ này, thì các bạn thấy là nó có màu sắc khác nhau, có thể là màu trắng này, hoặc màu xanh lam, hoặc màu đen. Và kích thước của nó thì sẽ to hơn bồ câu núi, có thể là lên đến hàng cân, vì đấy là gì nhỉ? Các giống được lai tạo. Tìm hiểu về đặc điểm đời sống, có ba đặc điểm các bạn cần lưu ý. Thứ nhất đó là chim bồ câu có đặc điểm là đời sống sống trên cây, vì sống trên cây cho nên là chúng phải làm sao nhỉ, bay giỏi. Thứ hai là có tập tính làm tổ. Một số loài nếu bồ câu bây giờ người ta tiến hành nuôi thì người sẽ giống ở trong gì nhỉ, trong chuồng này, hoặc là làm gì nhỉ, làm nhà cho bồ câu. Còn các loài sống tự do thì sẽ là gì nhỉ, thường sống trên cây và làm tổ ở trên cây. Và đặc điểm thứ ba đó là một động vật hàng nhiệt. Các bạn thấy hàng nhiệt đã, hàng thì là không đổi, vậy hàng nhiệt là gì? Hàng nhiệt là nhiệt độ của cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, có nghĩa là thân nhiệt của nó luôn luôn ổn định. Vậy đây là một đặc điểm đã tiến hóa hơn so với lại các lớp động vật trước là biến nhiệt rồi. Thì vì là hàng nhiệt cho nên là nó có thể thích nghi được với các đời sống và một số điều kiện, ví dụ thời tiết có thể là quá nóng hoặc quá lạnh, cơ thể nó vẫn có thể gì nhỉ, vẫn có thể sống được vì nhiệt độ của nó không bị thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Các bạn tìm hiểu tiếp đó là về đặc điểm về sinh sản của bồ câu. Thì để tìm hiểu được thì sẽ các bạn so sánh với lại lớp động vật trước, đó là so sánh với thằn lằn nha cô. Bảng so sánh sự sinh sản của thằn lằn và chim bồ câu. Các bạn lưu ý là về nhà các bạn sẽ kẻ bảng này và vợ giúp cô. Với nội dung, bốn nội dung so sánh đó là sự thụ tinh, số lượng trứng, cấu tạo trứng và sự phát triển của trứng. Ở đây thì cô đã so sánh giúp cho các bạn. Sau đây cô sẽ công bố đáp án. Thứ nhất là về sự thụ tinh.
Các bạn thấy hai con này đều có một đặc điểm chung là thụ tinh trong. Tuy nhiên, thằn lằn đực thì có hai cơ quan giao phối, có cơ quan giao phối rồi, còn chim bồ câu thì chưa có cơ quan giao phối. Nên là khi mà đạp mái thì xoang huyệt của chim trống sẽ lộn ra tạo thành cơ quan giao phối tạm thời. Thứ hai đó là về số lượng trứng. Thằn lằn thì từ 5 đến 10 trứng trên một lứa, nhưng chim bồ câu chỉ 2 trứng trên một lứa. Các bạn thấy là đối với số lượng 2 này, các bạn để ý này, khi mà số lượng trứng thì là ít, thì chắc chắn là chất lượng, dinh dưỡng, chất lượng của trứng sẽ làm sao nhỉ? Sẽ tốt hơn so với gì? So với việc để nhiều trứng nhỉ? Đây là một ưu điểm hơn. Tiếp theo là về cấu tạo của trứng. Thì trứng của thằn lằn thì mới có vỏ dai và có nhiều lõn hoàng, vỏ dai bao bọc. Nhưng trứng của chim bồ câu có hẳn gì nhỉ? Vỏ đá vôi bao bọc. Các bạn thấy có vỏ đá vôi thì sẽ được bảo vệ là tốt hơn so với gì? Vỏ dai ở thằn lằn. Cuối cùng đó là sự phát triển của trứng. Ở thằn lằn thì trứng nở thành con phát triển luôn trực tiếp. Thằn lằn mới nở đã biết đi tìm mồi rồi. Nhưng tuy nhiên chim bồ câu sau khi chim mái đẻ trứng xong thì chim mái và chim trống thì cùng nhau thay nhau ấp trứng. Ấp trứng thì các bạn thấy là nếu mà nó ấp thì luôn luôn trứng luôn luôn được gì nhỉ? Được chim bố và chim mẹ bảo vệ thì làm sao nhỉ? Khả năng gì nhỉ? Con sống sót sẽ làm sao? Cao hơn. Ngoài ra còn có một ưu điểm hơn nữa đó là khi mà chim mới nở rồi thì sẽ được bố và mẹ mớm nuôi bằng sữa diều. Các bạn thấy sữa diều chính là sữa mà tiết ra từ diều của bố và mẹ chim. Thì đây là một đặc điểm cũng tiến hóa hơn so với thằn lằn, giúp nó thích nghi hơn với đời sống. Nên về nhà các bạn lưu ý cho cô là hoàn thành bảng này và gì nhỉ? Học theo nội dung bảng để so sánh được ngay với lại các lớp động vật trước cho thấy là sự tiến hóa hơn của chim bồ câu. Bây giờ các bạn sẽ dựa vào những đặc điểm đời sống như thế xem là chim bồ câu có những dựa vào đặc điểm cấu tạo đời sống thì cấu tạo ngoài của chim như thế nào để phù hợp với đời sống. Các bạn sẽ tìm hiểu trong phần 25 mã, đó là cấu tạo ngoài và di chuyển. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu phần cấu tạo ngoài này. Các bạn quan sát hình 41.1 trong sách giáo khoa này, trang 135, hoặc các bạn có thể nhìn ngay trực tiếp trên màn hình. Đây là hình ảnh về cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 134, nêu cho cô những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Đặc điểm đầu tiên, một đó là gì nhỉ? Mỏ. Thứ hai đó là tai. Thứ ba các bạn có thể nhìn thấy đây là phần lông bao phủ cơ thể. Phần thứ tư đó là tuyến phao câu. Phần năm là lông đuôi. Phần sáu là đùi. Phần 7 đó là ống chân, phần 8 là bàn chân, 9 là các ngón chân, phần 10 đó là lông cánh và phần 11 là cánh. Bây giờ cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của từng bộ phận. Đầu tiên là thân. Các bạn thấy thân chim bồ câu thì có hình gì? Có hình thoi. Thì các bạn sẽ được nghiên cứu xem là dựa vào những đặc điểm cấu tạo ngoài này thì nó có ý nghĩa thích nghi như thế nào đối với đời sống của chim. Tiếp theo tìm hiểu phần chi trước. Chi trước thì được biến đổi thành cánh để phù hợp với đời sống bay lượn. Các bạn thấy là cánh chim. Chi sau thì có ngón, bao gồm có 3 ngón trước và 1 ngón sau. Và các ngón thì có gì nhỉ? Có vuốt nhọn. Về lông thì có hai loại lông là lông ống và lông tơ. Lông ống thì thường các bạn thấy bắt gặp là ở phần gì nhỉ? Phần đuôi, lông đuôi và lông lông ở cánh. Thì là lông ống thì có phần ống và gốc lông to và có các sợi lông tạo thành phiến mỏng. Còn lông tơ thì sẽ chỉ có các sợi lông mảnh và tạo thành gì nhỉ? Chùm lông xốp. Mỏ của chim thì các bạn nhìn thấy đây là mỏ nhọn này, mỏ và gì nhỉ? Làm bằng chất sừng và bao lấy hàm. Hàm thì không có răng. Tiếp theo đó là cổ. Cổ thì dài, linh hoạt và khớp đầu với thân. Các bạn cùng nhìn lại các đặc điểm về cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Sau đây, cô sẽ đi phân tích những đặc điểm cấu tạo ngoài có ý nghĩa thích nghi như thế nào đối với đời sống của chim. Thứ nhất đó là thân hình thoi. Các bạn thân hình thoi thì các bạn
Đấy, đó là ý nghĩa là giúp giảm sức cản của không khí khi mà chim bay. Thứ hai đó là chi trước, hay còn gọi là phần cánh chim. Chi trước đã biến đổi thành cánh sẽ có ý nghĩa đó là quạt gió và tạo lực để nâng cơ thể lên và cản không khí khi mà hạ cánh. Chi sau bao gồm 3 ngón trước, 1 ngón sau và có vuốt thì giúp chim có thể bám chặt vào cành cây khi mà đậu trên cây này, hoặc là duỗi thẳng, xòe rộng ra khi hạ cánh. Khi mà chim mà tiếp đất hạ cánh xuống thì chi sau sẽ là gì nhỉ? Chạm đất và tiếp đất đầu tiên, thì khi đó chi sau sẽ xòe thẳng, duỗi thẳng và xòe rộng ra giúp chim tiếp đất an toàn. Phần thứ tư đó là lông ống. Các bạn thấy đó là lông ống thì sẽ làm gì nhỉ? Tăng diện tích của cánh khi mà cánh xòe rộng ra. Lông tơ thì sẽ có ý nghĩa đó là giữ nhiệt và giảm, vì lông tơ thì rất mỏng và nhẹ cho nên sẽ làm gì nhỉ? Sẽ giảm trọng lượng của cơ thể. Các bạn thấy là mỏ sừng này thì giúp gì nhỉ? Kiếm thức ăn dễ dàng, và không có răng thì sẽ giúp cho chim có thể giảm được trọng lượng của phần đầu cơ thể. Cổ dài khớp với thân. Khi mà cổ dài thì khớp với thân thì sẽ giúp có thể phát huy các gì nhỉ? Các giác quan ở trên đầu như mắt và gì nhỉ? Và tai, và gì? Giúp đầu có thể ngoái lại để rỉa các bộ rỉa lông trên cơ thể. Về nhà các bạn sẽ học theo nội dung bảng này, đặc điểm cấu tạo ngoài và ý nghĩa thích nghi. Bằng cách các bạn về nhà, sau đó các bạn sẽ kẻ bảng và các bạn gì nhỉ? Hoàn thành lại vào một vở một lần nữa giúp cô. Bây giờ các bạn sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần di chuyển. Xem là chim bồ câu thì có các và các loài chim nói chung thì có những hình thức di chuyển nào. Các bạn dựa vào thông tin trong sách giáo khoa thì cho cô biết chim có mấy kiểu bay. Nội dung trong sách đã rất cụ thể, đó là chim có hai kiểu bay là bay vỗ cánh và bay lượn. Các bạn thể thấy A là bay vỗ cánh và hình B là kiểu bay lượn. Để phân biệt và so sánh được hai kiểu bay này, các bạn quan sát cho cô là hình 41.3, hình 41.4 và sẽ giúp cô hoàn thành bảng 2 trong sách giáo khoa, đó là so sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn. Sau khi so sánh bảng xong thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt của hai kiểu bay này. Thứ nhất, các bạn vừa quan sát vừa hoàn thành giúp cô này. Các động tác bay ở đây, cánh đập liên tục thì các bạn thấy ở hình 4 gì nhỉ? 43.1 sẽ là kiểu bay vỗ cánh thì sẽ làm sao nhỉ? Đập cánh liên tục. Còn cánh đập chậm rãi và không liên tục thì các bạn gặp ở đâu nhỉ? Gặp ở kiểu bay lượn ở chim chim hải âu. Thứ ba đó là cánh dang rộng mà không đập. Các bạn nhìn thấy hình nào cánh dang rộng mà không đập đây nhỉ? Chính là hình gì nhỉ? 41.4 vậy. Chính là kiểu gì? Kiểu bay lượn. Và bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió. Các bạn thấy hình nào chỉ ra hướng và chiều gió thổi nhỉ? Chính là gì nhỉ? Hình 41.4 đó là kiểu bay lượn. Và cuối cùng đó là bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh. Chính là gì nhỉ? Chính là kiểu bay gì? Kiểu bay vỗ cánh thì cần phải gì nhỉ? Dựa vào các động tác vỗ cánh. Từ bảng trên thì các bạn đã so sánh và nhận thấy được sự khác biệt của hai kiểu bay. Kiểu bay vỗ cánh thì làm sao nhỉ? Cánh sẽ đập liên tục và gì nhỉ? Dựa vào động tác vỗ cánh. Các bạn thấy là kiểu bay này thì chủ yếu các bạn gặp là ở chim bồ câu này. Các bạn nhìn thấy là ngỗng này hoặc là gà hoặc vịt, các bạn cũng thể thấy là nó gì nhỉ? Muốn bay được nó cũng đập cánh liên tục. Vì môi trường sống của chúng là những môi trường gì nhỉ? Không có nhiều gì nhỉ? Có gió thổi. Nhưng ví dụ như Hải Âu hoặc một số loài chim ở biển, các bạn thấy là ở môi trường gì nhỉ, gió nhiều gió thổi thì chúng sẽ có gì nhỉ, có kiểu bay lượn. Về nhà các bạn tìm hiểu thêm cho cô xem là còn những loài chim nào bay theo kiểu vỗ cánh và loài chim nào bay theo kiểu bay lượn. Và đây là hai kiểu bay chính của các loài chim. Nhưng tuy nhiên các bạn thấy là chim thì vẫn có gì nhỉ, vẫn có thể di chuyển nhờ gì nhỉ, nhờ chi sau, đó là nhờ chân. Các bạn lưu ý nhé, là vẫn có gì nhỉ, hình thức di chuyển nhờ chi sau, nhờ chân, đó là có thể gì nhỉ, đi bộ. Đối với những chủ yếu ví dụ như gà, các bạn thấy là chủ yếu là gì nhỉ, chủ yếu là di chuyển nhờ chi sau, chi trước rất là ít. Tổng kết lại bài ngày hôm nay, thứ nhất về đặc điểm đời sống, các bạn lưu ý cho cô này, nguồn gốc
Nguồn gốc của chim bồ câu là nguồn gốc từ bồ câu núi và có màu lam. Thứ hai đó là về đời sống, đặc điểm là sống trên cây này, làm tổ và gì nhỉ, bay rất là giỏi. Tập tính làm tổ. Ngoài ra còn gì nhỉ? Là một là động vật gì? Là động vật hằng nhiệt, có nhiệt độ cơ thể ổn định, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Thứ ba là về các đặc điểm sinh sản này. Thì chim trống hay người khác là chim đực thì gì nhỉ? Chưa có cơ quan giao phối chính thức mà chỉ là gì? Cơ quan giao phối tạm thời, là xoang huyệt lộn ra khi mà giao phối. Và thứ hai đó là chim đẻ trứng với số lượng trứng là hai trứng trên một gì? Trên một lứa. Và ấp trứng sau khi trứng nở thành con thì được nuôi bằng sữa diều từ tiết ra từ diều của bố và mẹ. Thứ hai là cấu tạo ngoài và di chuyển. Phần cấu tạo ngoài các bạn lưu ý những đặc điểm cấu tạo ngoài dựa vào gì nhỉ? Học giúp cô bảng 1 đặc điểm cấu tạo ngoài kết hợp với gì nhỉ? Với các ý nghĩa thích nghi. Thứ hai là hình thức di chuyển là hai hình thức di chuyển chính, đó là kiểu bay bộ cánh và bay lượn. Bài tập củng cố sau đây các bạn và cô sẽ đi tìm hiểu và làm một số câu hỏi sau. Câu 1. Lông vũ của chim có tác dụng A là bảo vệ, B là chống rét và C là giảm trọng lượng. Các bạn thấy là gì nhỉ? Đáp án chính xác sẽ là đáp án D, đó là gì nhỉ? Cả ba câu đều đúng. Vì lông vũ có ba gì nhỉ? Cả ba tác dụng này. Câu 2 đó là nêu đặc điểm của chim bồ câu. A là thụ tinh trong, B là thụ tinh ngoài, C là có cơ quan giao phối tạm thời, D là A và C đều đúng. Các bạn thấy các bạn có thể loại bỏ ngay đáp án gì nhỉ? Đáp án B là gì? Thụ tinh ngoài. Vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án D, là thụ tinh trong và có cơ quan giao phối. Câu thứ 3, đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu giúp thích nghi với đời sống bay lượn là A thân hình thoi phủ lông vũ. Thích nghi không nhỉ các bạn? Thân hình thoi thì giúp gì? Giảm sức cản. Lông vũ thì giúp gì? Giảm trọng lượng cơ thể. Hàm không có răng, giảm trọng lượng của cơ thể không nhỉ? Chi trước biến đổi thành cánh, giúp gì nhỉ? Vỗ cánh và đập cánh khi bay. Vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án gì nhỉ? Đáp án D. Câu 4, đặc điểm của kiểu bay lượn là cánh đập chậm rãi không liên tục. Các bạn lưu ý nhé, đây là bay lượn nha. Thì có cánh đập chậm rãi đúng nhỉ? Và không liên tục. Cánh dang rộng mà không đập, chính xác. Bay chủ yếu vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của hướng gió đúng nhỉ? Vậy đáp án chính xác là đáp án gì? Đáp án D. Yêu cầu về nhà các bạn học bài và bài ngày hôm nay. Học bài ngày hôm nay trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Đọc cho cô mục em có biết là giới thiệu về một số loài chim và các kiểu bay của chim. Và chuẩn bị cho cô nội dung bài thực hành đó là bài 42. Thực hành quan sát bộ xương mẫu mổ chim bồ câu. Thì yêu cầu về nhà của các bạn này, các bạn quan sát trước cho cô hình 42.1 và 42.2, đó là bộ xương và mẫu mổ của chim bồ câu. Đây là các yêu cầu, về nhà các bạn nhớ hoàn thành giúp cô. Bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc.